Hoan hỷ chào mừng quý vị và các bạn đã đến và quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp mới nhất trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lần đầu tiên, thay mặt cho 30 tập chương trình, những người làm chương trình Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý vị và các bạn sức khỏe, hạnh phúc, bình an, vạn sự an khang, tấn tài, tấn lộc, giàu có và thành công thật nhiều trong cuộc sống của mình. Và nếu như quý vị các bạn là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà 30 tập trình tử vi đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý vị và các bạn cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận kênh Minh Đường Tử Vi. Vô cùng cảm ơn quý vị và các bạn. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà 30 tập trình Minh Đường Tử Vi muốn gửi tới quý vị và các bạn, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, sự thật tuyệt vời, tuổi Canh Tuất sinh năm 1970, hưởng lộc trời ban, trúng số liên tiếp, đổi đời cực giàu có, đúng tháng 6, tháng 7 và tháng 8 âm lịch, giàu sang phú quý khó ai sánh bằng. Bao vất vả con đường xa xứ, những nỗi niềm biết tỏ cùng ai, cuộc đời phía trước còn dài, chỉ mong có được tương lai sáng ngời. Dù cuộc sống nổi trôi sương gió, vẫn dặn lòng phải cố bước qua, đương đầu gian khó phong ba, khó khăn vất vả dạy ta trưởng thành. Tháng vàng phát tài, tuổi Canh Tuất 1970, chú ý được thần tài cho lộc, tiền bạc ùn ùn kéo về nhà, tiền vàng chất chật két, đổi đời giàu sang sung sướng trong tháng 6, tháng 7 và tháng 8 âm lịch. Thưa quý cô bác anh chị Canh Tuất thân mến, bản mệnh chú định là người cương trực, không mưu cầu, không ích kỷ hại nhân, trong cuộc sống cuộc đời rồi sẽ được như ý. Nhưng phải xa cách người thân tự tay gây dựng cơ đồ, đường đời càng đi vào cuối càng hanh thông thuận lợi, giai đoạn còn trẻ từng có lúc đỉnh cao, xong rồi lại tay trắng, lên voi xuống chó làm lại từ đầu, mệnh này có mạng sáng nghiệp, tự vẽ ra một con đường riêng, hoặc tự dựng lên một công ty phát triển những ý tưởng dựa vào kiến thức của bản thân mình. Nữ có số đảm đang vượng phu ít, nam thì hơi lận đận, định vất vả ngược xuôi, nhưng luôn lạc quan và tin tưởng vào khả năng của mình, nên cuối cùng thì vất mãi thì cũng đến được đích. Theo luận giải chính xác thì tháng 6, tháng 7 và tháng 8 âm lịch tới là thời điểm thịnh vượng để họ có cuộc cải và sang giàu. Một số ít cá nhân thì thành công là do may mắn, nhưng đa phần thành công là do xứng đáng, nên cô bác anh chị cũng đừng hỏi tại sao tiền bạc lại cứ ùn ùn kéo về. Tiền tỷ cầm tay, 3 tháng tới sẽ là thời điểm Canh Tuất tự hào. Muốn biết cụ thể như thế nào thì hãy cùng Minh Đường Tử Vi lắng nghe lý giải chi tiết từ các cao nhân ngay dưới video sau. Thưa quý cô bác anh chị tuổi Canh Tuất thân mến, người bước qua tuổi 50, cuộc đời cũng bước sang một giai đoạn mới. Lúc này sức khỏe không còn cho phép bạn muốn làm gì là có thể làm như trước, cuộc sống tranh giành công danh lợi lộc xô bồ cũng không còn phù hợp. Lúc này gia đình, con cái mới là quan trọng nhất, cuộc sống đạm bạc yên bình mới là chân ái. Muốn cuộc sống nửa đời sau được an nhàn hạnh phúc hơn, trước tiên phải nói không với năm việc này. 1. Oán hận. Lòng thù hận, căm phẫn ngăn cản chúng ta hưởng thụ những niềm vui vốn có trong cuộc sống. Khi lòng oán hận tích tụ lâu dài, nó có thể biến thành nỗi ưu phiền và bất an, hủy hoại sức khỏe thể chất và tinh thần. Đến khi ấy, không ai khác ngoài chính bạn là người phải chịu tổn thất và thiệt thòi nhiều nhất. Nghiên cứu y học cũng chứng minh rằng lòng khoan dung có thể bồi dưỡng nên những mối quan hệ giao tiếp tích cực, giúp tinh thần thăng hoa lên một tầm cao mới, giảm bớt gánh nặng âu lo và áp lực, đồng thời giúp hạ huyết áp và giảm tỷ lệ lạm dụng rượu, thuốc. 2. Tranh cãi. Tranh cãi không thể giúp bạn giải quyết được vấn đề. Nếu bạn nghiện tranh cãi, phân bua với người khác, dù bạn có cãi thắng thì cũng chẳng có được cảm xúc tốt đẹp của đối phương. Cách để giành thắng lợi thực sự chính là không tranh cãi. Những người bước qua tuổi 50 càng nên biết đặt cái tôi của mình xuống, sẵn sàng nhường nhịn, thỏa hiệp, như vậy tâm hồn mới thanh thản và an vui. 3. Chờ đợi. Đối với người ngoài 50 tuổi, xin đừng chờ đợi cái gọi là thời cơ tốt nhất, nên nghỉ ngơi thì hãy nghỉ ngơi. Muốn đi du lịch thì hãy đi du lịch, những chuyện muốn làm thì nên làm ngay tức khắc, đừng trì hoãn. 4. Ăn uống vô độ. Cùng với sự gia tăng tuổi tác, các cơ quan trong cơ thể cũng dần không còn linh hoạt phát triển tốt như trước đây nữa. Lúc này, quá trình trao đổi chất bắt đầu diễn ra chậm chạp hơn, lượng calo cơ thể tiêu thụ trong một ngày dần dần giảm đi. Nếu còn thêm chế độ ăn uống không lành mạnh sẽ càng làm cơ thể tăng cân mất kiểm soát, đồng thời còn kéo theo rất nhiều vấn đề xấu về sức khỏe. Cách duy nhất để cải thiện vấn đề này rất đơn giản,
đó là cố gắng duy trì cân bằng lượng thức ăn hàng ngày và tạo thói quen vận động có quy luật nề nếp. 5. Theo đuổi thành công trong công việc. Định nghĩa về thành công thì vô cùng vô tận, nhưng phần lớn mọi người thường định nghĩa về thành công trong khía cạnh công việc và sự nghiệp. Nhưng bạn đâu biết, tiền tài và quyền lực dù có nhiều đến mấy, cũng không thể mua được niềm hạnh phúc thật sự. Tuổi 50 là thời điểm hoàn hảo để thay đổi lối suy nghĩ cũ kỹ này, sống sao để được nhìn con cái trưởng thành hạnh phúc, có thể biến cuộc sống trở nên ngập tràn tình yêu, để bất cứ ai nhìn thấy bạn cũng dễ dàng nở nụ cười, đó là một tầng định nghĩa khác của sự thành công. Khổng Tử nói rằng 50 tuổi biết mệnh trời, vậy rốt cuộc nên biết những thứ gì? Có lẽ câu trả lời là nhận ra được bản thân mình chưa làm tròn trách nhiệm và quyết tâm không sống buông thả cuộc đời mình. Người tuổi tuy chưa đến tuổi nghỉ hưu, nhưng cũng không còn bao lâu nữa, ở tuổi 50 tức là con người đã ở giai đoạn chín muồi nhất cuộc đời. Khi mà thành công và vinh quang mang đến niềm hạnh phúc thỏa mãn, thì đồng thời cũng kéo đến cho chúng ta nhiều gánh nặng, áp lực, nhưng chúng ta đều có thể bình thản đối mặt. Bởi ở tuổi này, chúng ta đã thấu hiểu xã hội, cũng biết làm thế nào để sống một cuộc đời tràn ngập màu sắc trong một khoảng thời gian hữu hạn ngắn ngủi này. Trước tiên, hãy cùng điểm qua vận mệnh cuộc đời của tuổi Canh Tuất 1970. Theo tử vi, tuổi Canh Tuất sinh năm 1970, không sớm thì muộn cũng sẽ đạt được ước vọng công thành danh toại. Tiền vận tuy có khó khăn, nhưng từ trung vận đã có sự nghiệp vững vàng và ngày càng phát triển. Hậu vận danh lộc tăng cao, cuộc sống có nhiều may mắn, có người trở thành chủ nhân có tiền, có tiếng và khi về già con cháu đông đủ, gia đình hưng thịnh. Canh Tuất là người luôn tràn đầy năng lượng tích cực và vui vẻ, bản thân tuổi này cũng rất cẩn thận và biết sắp xếp tính toán. Họ là người có lòng tự tôn cực kỳ cao, đã làm gì là sẽ làm đến nơi đến chốn, dù gặp việc khó khăn trở ngại. Họ cũng không bao giờ nghĩ đến việc ỷ lại vào người khác mà luôn cố gắng nỗ lực hết mình, họ dồn hết sức mình và không bỏ cuộc dù có thất bại. Những người làm ăn kinh doanh sẽ tìm được chỗ đứng trên thị trường, nên số lượng khách hàng và đối tác muốn hợp tác với bạn ngày một gia tăng một cách ổn định. Người tuổi Canh Tuất cũng là người biết phát huy thế mạnh của bản thân, nên không còn quá sợ hãi trước những chiêu trò chơi xấu của đối thủ. Thậm chí, càng lúc khó khăn thì Canh Tuất lại càng có quyết tâm vươn lên khẳng định mình. Tình hình tài chính tăng tiến rõ rệt, khiến bạn ngày càng tin tưởng hơn vào định hướng của bản thân và tích lũy được một khoản kha khá. Canh Tuất có thể dành thời gian nghiên cứu các lĩnh vực đầu tư hoặc gửi tiết kiệm, giúp đồng tiền của mình tiếp tục sinh sôi. Trong thời điểm này, có một vài khó khăn sẽ xảy đến với người tuổi Canh Tuất, đòi hỏi bản mệnh phải kiên trì, quyết tâm không bỏ cuộc giữa chừng. Thông qua thử thách lần này, bạn nhận ra ai là người luôn ủng hộ mình, đồng thời cũng phát hiện ra tiềm lực của bản thân. Trong việc đầu tư kinh doanh, tuổi Canh Tuất cần phải kiên trì tích lũy, tích tiểu thành đại mới thành công. Nhờ vào tích lũy Canh Tuất sẽ có nhà cửa khang trang, có người thì nhờ gia sản tổ tiên để lại, có người nhờ vào chồng con mà có. Cuộc đời của những người tuổi Canh Tuất gặp nhiều gian truân khổ ải mới thành đạt. Nhiều người tuổi Canh Tuất khó kiềm chế được cơn nóng giận của mình, nhưng họ không để bụng chuyện gì và cũng không thù hằn bất kỳ ai. Canh Tuất có suy nghĩ rất thực tế, họ làm gì cũng cân nhắc trước sau, làm việc cẩn trọng và có thể tin cậy được, nghị lực cao, tỉ mỉ, cần cù, có tinh thần phấn đấu và khắc phục mọi khó khăn. Họ không có suy nghĩ chờ đợi may mắn đến với mình hay trông cậy vào người khác, mà chuyện gì cũng phải dựa vào chính bản thân mình. Tuổi Canh Tuất quan niệm những gì mình làm ra mới thực sự chắc chắn, họ cứ chăm chỉ vùi đầu vào làm việc. Từng bước một tiến dần lên tới mục tiêu đã định, cảm giác an toàn và thu nhập ổn định là những điều kiện đầu tiên mà con giáp này cân nhắc khi lựa chọn công việc. Nếu theo nghiệp buôn bán bản mệnh có thể thành công, chỉ cần quyết tâm là sẽ giành được thắng lợi. Tuổi Canh Tuất luôn có khả năng kiếm tiền tốt, nhưng lại khá nóng tính và dễ làm mất lòng người khác, tổ nghiệp phúc mỏng. Mọi việc phải dựa vào chính sức của mình, là kiểu người thích dùng đầu óc để làm việc, được bạn bè, anh em giúp đỡ, sự nghiệp nhờ thế mà dễ thành công hơn. Họ là người có tài về văn hóa nghệ thuật, cũng rất nhiệt tình với bạn bè, thích hợp làm nghề kiến trúc sư hoặc làm những công việc trong ngành dịch vụ. Một số người tuổi Canh Tuất cũng có phần bốc đồng, dễ bị kích động, thiếu suy nghĩ mà làm ra chuyện đắc tội với người khác. Điều này có thể ảnh hưởng ít nhiều tới sự nghiệp của họ. Đa phần người tuổi Canh Tuất thông minh, nhanh nhẹn, hiền lành, lương thiện, có thể lập nên sự nghiệp vang danh bốn biển, nam cưới được vợ hiền trợ giúp cho chồng, nữ lấy được chồng tốt, biết chăm lo việc nhà. Người tuổi Canh Tuất có mệnh cách sang trọng, có cả quyền lẫn thế, có thể thu được thành công, tiền tài không thiếu, một đời đều hanh thông suôn sẻ, không có điều gì cần phải lo buồn quá nhiều. Canh Tuất có đầu óc linh hoạt, mưu lược cao thâm, có tài ăn nói và lãnh đạo, biết thuyết phục người khác nên nhanh chóng đạt thành đại nghiệp. Người tuổi Canh Tuất có suy nghĩ rất thực tế,
Họ làm gì cũng cân nhắc trước sau, làm việc cẩn trọng và có thể tin cậy được. Nghị lực cao, tỉ mỉ, cần cù, có tinh thần phấn đấu, khắc phục mọi khó khăn. Họ không có suy nghĩ chờ đợi may mắn đến với mình hay trông cậy vào người khác, mà chuyện gì cũng dựa vào chính bản thân mình. Người này quan niệm những gì mình làm ra mới thực sự chắc chắn. Họ cứ chăm chỉ, vùi đầu vào làm việc, từng bước một tiến dần lên tới mục tiêu đã định. Cảm giác an toàn và thu nhập ổn định là những điều kiện đầu tiên mà con giáp này cân nhắc khi lựa chọn công việc. Nếu theo nghiệp buôn bán bạn có thể thành công, chỉ cần quyết tâm là sẽ giành được thắng lợi. Canh Tuất có thể đảm nhiệm nhiều công việc khác nhau, từ giáo viên đến thương nhân, luật sư, bác sĩ, kỹ sư. Đặc biệt, người này rất hợp với những nghề đòi hỏi sự kiên nhẫn và nghị lực. Người tuổi Canh Tuất giỏi việc đối nhân xử thế, thường mang lại cảm giác tin cậy cho người khác, đôi khi không cần nói nhiều người khác cũng có thể hiểu được. Trong lĩnh vực kinh doanh, việc giao tiếp với đối tác thường đạt kết quả tốt. Người tuổi Canh Tuất nên hợp tác trong chuyện làm ăn với người tuổi Mão và Ngọ để có nhiều may mắn và dễ thành công. Với tuổi Mão, người tuổi Mão rất thông minh và khách quan, có thể trợ giúp cho người tuổi Tuất và người tuổi Tuất cũng sẽ không phản bội lại người tuổi Mão, nên hợp tác rất tốt. Với tuổi Ngọ, hợp tác rất tốt bởi cả hai đều rất coi trọng hiệu quả thực tế, hòa hợp khi giải quyết những công việc chung, có thể giúp nhau cùng tiến bộ. Tài lộc của người tuổi Canh Tuất không thể nói là từ trên trời rơi xuống, mà đều là những đồng tiền mồ hôi nước mắt, công sức khổ cực của họ làm ra nếu theo nghiệp kinh doanh. Khi kết giao bạn bè nên chọn bạn mà chơi, đừng thân thiết với những người tâm cơ thực dụng, nên kiên nhẫn bình tĩnh không nóng vội, lấy thủ làm công, lấy lui làm tiến, vốn là người ngay thẳng, trọng chữ tín, nên đôi khi bạn quên mất việc phải đề phòng người khác mà luôn đặt chọn niềm tin cho đối phương. Nên nhớ, thương trường là chiến trường, trên thương trường không có tri âm, tri kỷ, càng không có anh em bạn bè. Người tuổi Canh Tuất hiểu giá trị của đồng tiền, quý trọng công sức của bản thân, nên không bao giờ tiêu xài hoang phí, họ hiếm khi nổi hứng mua sắm. Tiêu tiền vào những thứ không đâu, tiền của làm ra được họ dùng để tiết kiệm, coi việc nhịn ăn, nhịn mặc, để tiền bạc nhiều thêm làm niềm vui và cố gắng phát huy hết mức. Canh Tuất tính tình cương trực, ngay thẳng, họ là người trọng nghĩa khí, giữ chữ tín, có ý chí và nghị lực. Đây là người thông minh, sôi nổi, dám nghĩ dám làm, cũng rất nhạy bén với thời cuộc. Họ ôm trong mình hoài bão lớn, khao khát gây dựng sự nghiệp, tạo dựng cuộc sống đầy đủ sung túc. Tuy nhiên, người tuổi Canh Tuất cũng có phần nóng tính, không kiểm soát được cảm xúc của mình. Ngoài ra, cần sửa thói ham hư vinh, không kiên định, có vậy thì vận may tất sẽ tới. Đặc biệt, nữ giới tuổi này có sức hấp dẫn rất lớn với người khác phái. Canh Tuất có tâm tính mềm mỏng, trọng tình cảm, nhìn chung, cuộc đời không phải trải qua đại hạn, đại nạn gì lớn, có thể bình an cho đến cuối đời. Những năm đầu đời cuộc sống không được như ý, cần phải nỗ lực hơn nữa để cải thiện số mệnh. Sức khỏe tốt, là người thật thà, chân thành, có thể dựa vào chính sức mình mà làm nên cơ nghiệp. Họ là người gan dạ, dũng cảm, dám nghĩ dám làm. Một khi đã đặt mục tiêu làm gì thì sẽ cố gắng hết sức để đạt được điều mình muốn. Sống lạc quan, vui vẻ, nhân duyên tốt, được nhiều người yêu quý và giúp đỡ. Có điều, đôi khi tuổi Canh Tuất trở nên chủ quan, khinh địch dẫn đến thất bại, tin người quá mức, không có kế hoạch rõ ràng cho những việc cần làm nên thường thất bại, dù đã bỏ nhiều công sức ra trước đó. Tuy nhiên, một số ít người tuổi Canh Tuất thành công nhờ may mắn, còn lại ai đã đứng trên đỉnh vinh quang thường là do bản thân họ xứng đáng. Chỉ là sự nỗ lực của họ thường người đời không nhìn thấy mà thôi. Canh Tuất luôn là như vậy, nỗ lực trong im lặng, chăm chỉ làm việc không lời thở than, cặm cụi xử lý vấn đề không có thời gian mà chán nản, vất vả ngược xuôi, thân tâm mỏi mệt, nhưng vẫn cười như thể đời không có chuyện gì, nên lắm người nhìn vào tưởng họ nhàn tản lắm thay. Người giỏi trên đời rất nhiều, nhưng người thành công thường là người có khả năng chịu đựng được áp lực, đó là điều làm nên sự khác biệt. Ngã 7 lần đứng dậy 8 lần, lắm lúc chỉ giản đơn là như vậy, Canh Tuất đã ngã bao nhiêu lần cũng chẳng nhớ nữa, một phần do bản thân họ tự ngã, nhưng nhiều lần là do người xô, lắm khi do chính những người thân thiết nhất, tin yêu nhất đưa mình vào hoàn cảnh oái oăm, cơ mà họ vẫn cứ nhịn, vẫn cứ tiếp tục chịu đựng áp lực và kiên trì bền bỉ đứng dậy làm lại dần dần, bao thiệt hại từ người đời tạo ra giúp họ bớt nhiều phần nghiệp quả. Để đường đời càng lúc càng thuận may, chỉ là những trống rỗng thất vọng do nhân tâm mang tới, có lẽ mất cả đời Canh Tuất mới có thể nguôi ngoai. Trong đoạn tương lai gần trước mắt, tháng 6, tháng 7 và tháng 8 âm lịch là giai đoạn đẹp nhất dành cho Canh Tuất. Sinh năm 1970, đây là tháng của sự thuận lợi, tháng của sự an hòa, tháng của việc được trời và người hỗ trợ tiến mau. Đây là thời gian có dự định gì thì nên làm, có mong muốn gì thì nên thực hiện, có đợi chờ gì thì cần tranh thủ 60 ngày đẹp trời thuận may. Nếu có điều gì đó bạn không thích trong cuộc đời mình, hãy thay đổi nó. Nếu không thể, hãy thay đổi cách bạn đón nhận,
hay nhìn nhận vấn đề thay đổi thái độ với nó. Nhưng nếu điều đó phụ thuộc vào lòng người nằm trong quyền quyết định của người khác thì hãy mặc kệ nó. Đừng cố làm vừa lòng tất cả người đời. Lắm lúc trên đường bạn đi, bạn chỉ cần chú ý đến bản tâm của mình mà thôi. Canh Tuất từng sống phụ thuộc rất nhiều vào tình cảm, nhưng giờ bạn chủ yếu chỉ quan tâm đến công việc và tiền tài mà thôi. Sự nghiệp thăng hoa thì cuộc đời rực rỡ, thiếu tiền mới sợ. Còn lại xá gì sự lạnh nhạt của nhân tình đâu, vì trải qua nhiều rồi, đắng cay cũng nhiều rồi, nên giản đơn, có thì tốt, mà không có thì kệ, cứ nhẹ nhàng nhìn vào sự nghiệp mà thôi. Canh Tuất sẽ thành công nhờ vào chữ tín, nhờ vào chất lượng, trách nhiệm và sự trọng lời hứa trong từng hành vi của bản thân họ, chứ không phải kiểu thành nhờ ăn sổi, nhanh mà đạt được. Thời gian là thứ Canh Tuất cần trong cuộc hành trình bỏ tâm bỏ sức vào công việc để tạo được sự khác biệt cho khách hàng. Đồng nghiệp nhận ra, nên nếu bạn chưa chứng tỏ được điều đó, hãy thong thả, tiếp tục bền chí và kiên tâm. Không vội vàng cứ nhẹ nhàng, đất trời ắt không phụ người có tâm, nhân gian sẽ cho bạn đạt được cái tầm tương xứng với những công sức nỗ lực mà bạn đã gửi vào trong dòng đời. Xem tử vi 12 con giáp trong 3 tháng, tháng 6, tháng 7 và 8 âm lịch nhận thấy, con giáp này sẽ đón may mắn trong vận trình của mình, nhờ cát tinh soi chiếu và quý nhân nâng đỡ. Bên cạnh đó, còn mở ra cơ hội thăng tiến, tài lộc dồi dào, thu về tay một khoản kha khá, giúp đảm bảo cuộc sống bớt phần khó khăn và rủng rỉnh hơn trước, cụ thể như sau. Tử vi tháng 6, tháng 7 âm lịch. Tử vi tháng 6, tháng 7 năm 2024 âm lịch, dự báo bản mệnh sẽ có nhiều bước tiến trong công việc hiện tại. Bạn đang có ý định thử thách bản thân ở những vị trí cao hơn, thì đây là cơ hội của bạn rồi đấy nhé. Nguyệt lệnh mộ chủ về an hưởng hạnh phúc cho thấy, những ai làm công việc gia tăng lợi ích cho người khác càng có lợi. Thứ bạn nhận về không chỉ tiền bạc, mà còn là niềm vui của chính mình và của mọi người xung quanh. Tháng này cực kỳ thuận lợi cho những con giáp đam mê nghiên cứu hướng nội. Họ gây dựng được sự uy tín nhờ thái độ làm việc chăm chỉ và chắc chắn. Người khác cảm thấy hài lòng khi giao phó những nhiệm vụ quan trọng cho bạn. Tuy nhiên, đừng quá đặt công việc lên trên tình cảm nhé. Nếu không đến khi bạn quay sang để chỉnh sửa khúc mắc trong chuyện yêu đương, thì sự nghiệp cũng phần nào đó bị chông chênh đấy. Tam hội xuất hiện cho thấy tháng mới là thời điểm tuyệt vời để gia tăng sự gắn kết với mọi người. Nếu có thể, bản mệnh hãy mạnh dạn đề ra những ý kiến mà bạn cảm thấy có ích cho mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình. Về sự nghiệp, ngũ hành tương sinh hứa hẹn thời gian này cũng sẽ là lúc mang lại cho con giáp tuổi Canh Tuất vô vàn những ý tưởng kinh doanh độc đáo. Nhưng hãy cẩn thận xem xét tài chính trước khi bắt đầu. Việc cho rằng bản thân luôn đúng sẽ khiến bạn trải qua cảm giác thất vọng và bị tổn thương. Tỷ thiên nhắc nhở bạn đừng cố làm hài lòng tất cả mọi người. Điều này nằm ngoài khả năng của bạn. Trong mọi việc bạn có thể đưa ra ý kiến. Nhưng đừng tham vọng rằng ai cũng phải lắng nghe và làm theo. Dù sao họ cũng đang tham khảo ý kiến. Quyết định cuối cùng là ở họ mà thôi. Bên cạnh đó, không ít người ghen tị với thành công của bạn, nên bắt đầu đạt điều, nói xấu, họ thậm chí xoáy sâu vào những lỗi lầm trong quá khứ, nhằm tìm cách hạ bệ hoặc trục lợi từ đó, người tuổi Tuất hãy bình tĩnh để tìm cách đối phó phù hợp với tình huống như thế nhé. Về tài lộc, tả phụ giúp đỡ, chống đỡ lại các hung tinh, nên vận trình tài lộc của con giáp tuổi Canh Tuất đã suôn sẻ hơn rất nhiều so với các tháng trước đây, bạn không chỉ thoát khỏi tình trạng khó khăn, mà còn dư giả với các kế hoạch tiết kiệm, đầu tư tiền khôn ngoan, thành quả lao động của người tuổi Tuất trong nửa năm qua đã bắt đầu đổ về trong thời gian này. Cửu tử bay về phương Đông Bắc, hứa hẹn mệnh chủ sẽ có cơ hội đón nhận vận may tiền bạc đến với mình. Bạn có thể chẳng cần hao tâm tổn trí quá nhiều mà tiền bạc vẫn đầy tay. Sự thật là con giáp tuổi Tuất rất chăm chỉ trong việc tìm kiếm thu nhập mới trong suốt những năm qua, và bây giờ bạn mới biết đâu là hướng đi phù hợp và tốt hơn cho mình. Nhờ biết rút kinh nghiệm mà bạn kiếm tiền thông minh hơn, nhiều hơn trong khoảng thời gian ngắn. Có thể nói, thời của bạn đã thực sự tới, do đó hãy tận dụng nó thật hiệu quả. Nếu ai đó muốn thành lập công ty để nhân sức lao động lên gấp nhiều lần, thì nên học thêm cả về quản lý để tránh tình trạng thất thoát tiền bạc. Về tình duyên, cuộc sống đang ổn định hơn, giúp bạn có nhiều thời gian cho bản thân hơn trước. Người độc thân muốn thu hút người khác giới thì nên chăm chút hơn cho vẻ ngoài. Khái niệm tốt gỗ hơn tốt nước sơn quá cũ rồi, bây giờ bạn cần tốt cả hai. Biết đâu sự quyến rũ của bạn có thể mang lại kết quả khác biệt trong quá trình tìm kiếm nửa kia đấy. Những cặp đôi trong tháng này nên gia tăng thời gian gặp gỡ, gần gũi với người thân vì đây là cơ hội tốt để gia tăng tình cảm đôi lứa cũng như người nhà của cả hai. Càng trưởng thành bạn sẽ càng nhận ra rằng không có gì quý giá hơn những mối quan hệ này đâu. Nếu bản mệnh đang mắc kẹt trong một mối quan hệ không lành mạnh thì tháng mới sẽ gửi nhiều tín hiệu giúp bạn buông bỏ nó. Đôi khi không phải là họ tốt hay xấu, mà chỉ là tình cảm đã không còn được như trước đây nữa rồi.
Người tuổi Tuất nhớ rằng, điều quan trọng là đừng cảm thấy quá áy náy vì quyết định của mình, chỉ là cả hai bạn đã quá khác xa quan điểm ở nhiều mặt trong cuộc sống. Việc dừng lại không có gì đáng sợ, quan trọng là cả hai sẽ tìm được hạnh phúc đích thực của mình trong tương lai, nhờ vào việc biết buông bỏ hiện tại đúng cách và đúng lúc. Về sức khỏe, Thiên Cầu Hung Tinh dự báo về mối họa liên quan đến thị phi không chỉ khiến con giáp tuổi Tuất mất ngủ để xử lý, mà việc này còn gây hại cho sức khỏe tháng 6 tháng 7 âm lịch. Khuyên bản mệnh cần biết loại bỏ những suy nghĩ tiêu cực, nhất là trước khi đi ngủ, thì hãy hoàn toàn thả lỏng, tin rằng ngày mai bạn sẽ nghĩ ra cách để giải quyết. Tử vi tháng 6 tháng 7 năm 2024 tuổi Tuất âm lịch cho thấy, vì kết quả công việc tốt hơn thì bạn càng cảm thấy say mê và dễ bị cuốn theo đó. Thế nên tháng này nhắc nhở con giáp tuổi Tuất nên dành thêm thời gian cuối tuần để nghỉ ngơi sau những ngày bận rộn trong tuần. Nếu bạn biết cách liên tục sạc lại năng lượng như thế thì đảm bảo đầu óc tỉnh táo, cơ thể khỏe mạnh để duy trì phong độ của mình trong công việc cũng như cuộc sống. Tử vi tháng 8 âm lịch. Tháng mới dự báo nhiều khó khăn cản đường con giáp tuổi Tuất, điều mà bạn có được đó là tinh thần lạc quan để đối mặt với các vấn đề nảy sinh. Hầu hết chúng là do hoàn cảnh khách quan, bản mệnh rất cần bản lĩnh hơn trong thời gian này đấy nhé. Tương hại khiến cho mối quan hệ của bản mệnh với đồng nghiệp không được tốt. Dù sao thì để cải thiện thì không thể trong một sớm một chiều đâu, do đó bạn cũng cần phải kiên nhẫn trong cả việc xây dựng mối quan hệ. Công việc đội nhóm có thể không được suôn sẻ khi một người bạn rất quý mến dần lộ rõ bản chất thật của họ. Dù bạn có cố gắng tự bao biện cho đối phương, bạn vẫn không thể vứt bỏ những cảm giác khó chịu đang dần nảy sinh trong lòng. Nguyệt lệnh lâm dưỡng cho thấy, may mắn là bản mệnh sinh ra đã kiên cường, có thể thấy bạn chịu được khó khăn, vất vả, luôn nỗ lực hết mình nên bao trở ngại cũng không làm bạn cảm thấy sợ hãi hay kiếm cớ mà thoái lui đâu. Bách Việt chủ đào hoa rất tốt cho con giáp tuổi Tuất độc thân muốn cải thiện chuyện tình cảm của mình trong thời gian này. Cơ hội mở ra rất nhiều, bạn có nhiều lựa chọn hơn, hãy cứ từ tốn để tìm ra người phù hợp với mình bạn nhé. Thế nhưng, với những cặp vợ chồng thì lúc này có nguy cơ xích mích xảy ra khi một trong hai người có dấu hiệu quan tâm, yêu thích một người khác giới. Về sự nghiệp, xem tử vi 12 con giáp nhận thấy, thương quan mang lại nhiều tác động tiêu cực đến cho sự nghiệp của người tuổi Tuất trong tháng 8 âm lịch. Do đó, bản mệnh cần phải thận trọng trong từng đường đi nước bước, khi bạn an tâm nhất lại là lúc nguy cơ dễ kéo đến nhất, cần nhớ đề cao cảnh giác. Trên thực tế, bạn là người có khả năng trong công việc, bạn chủ động nhận trách nhiệm mà không cần đến sự phân công của người khác, tinh thần tự giác giúp bạn thường được lãnh đạo đánh giá khá tốt. Nguyệt lệnh lâm dưỡng cho thấy ý chí kiên cường, mạnh mẽ của con giáp tuổi Tuất, chính điều này đã giúp bạn vượt qua những trở ngại trước mắt. Không những thế, qua đây bản mệnh còn học hỏi và rút ra cho mình rất nhiều kinh nghiệm đáng quý. Tuy nhiên, bạn lại khá cứng đầu cứng cổ trong các tình huống cần đến sự ứng biến tức thời, thậm chí nhiều khi bạn khăng khăng với ý kiến của mình, không chịu thỏa hiệp với mọi người xung quanh. Về tài lộc, xem tử vi tháng của 12 con giáp, người tuổi Tuất cần phải cẩn thận trong việc đầu tư trong suốt tháng 8 này, bởi dưới tác động của cục diện tương xung, bạn dễ đưa ra những quyết định cảm tính, nhầm lẫn, dẫn đến việc hao tài tốn của, chưa chắc đã thu được lợi nhuận như mong muốn. Nếu luôn tìm cách thoái thác, không chịu nhận lỗi thuộc về mình, bạn sẽ tự làm xấu đi hình ảnh cá nhân, hình ảnh của công ty, khiến mọi người không có ý định hoặc dè chừng hơn khi hợp tác với bạn. Tháng này bạn cũng sẽ phải chịu sự đấu tranh gay gắt đến từ đối thủ cạnh tranh, khiến việc kiếm tiền tưởng chừng ổn định bỗng trở nên khó khăn hơn nhiều. Bạn cần phải bình tĩnh để đưa ra được những đối sách phù hợp, bởi không phải lúc nào tranh đấu, giành giật cũng là cách thích hợp để giải quyết các vấn đề. Quan đới cho thấy, bạn là một người luôn hừng hực ý chí và đầy ắp những ý tưởng, tuy nhiên, quãng đường biến ý tưởng thành hành động vẫn còn khá xa. Trước hết bạn cần chuẩn bị đầy đủ mọi nhân lực và vật lực cần thiết trước khi bắt tay vào thực hiện. Đại hao cho thấy bạn cũng sẽ chi tiêu nhiều khoản khá tốn kém trong suốt khoảng thời gian này. Hãy lý trí hơn khi mở hầu bao, tình hình lương không tiến triển và đầu tư chưa đem lại hiệu quả như thế này. Tốt nhất bạn nên cắt giảm các nhu cầu của mình, đặc biệt không nên chạy theo những món đồ xa xỉ đắt tiền, vượt quá khả năng kinh tế. Về tình duyên, tử vi năm 2024 nhận định đường tình duyên của người tuổi Tuất khá vượng khí, đào hoa ghé thăm, nhất là đối với người độc thân, nhưng đôi khi quá nhiều lựa chọn có thể gây ra sự khó xử cho bản mệnh. Đời sống xã hội cũng không còn thú vị với bạn nữa, vì bạn đã phải ép mình giao thiệp với những người khiến bạn cảm thấy không thoải mái khi trò chuyện cùng. Ở nhà quá nhiều có thể là nguyên nhân căng thẳng của các cặp đôi, một mặt bạn khao khát có được sự chú ý từ đối phương, mặt khác bạn cũng muốn có thêm không gian riêng tư cho mình,
Dù mong muốn của bạn có bất đồng thế nào đi nữa, bạn vẫn nên thành thật với những cảm xúc của mình. Người đã lập gia đình thường xuyên mâu thuẫn ý kiến với vợ hoặc chồng, thậm chí nhiều khi hai người đối nghịch với nhau, đến mức xảy ra chiến tranh lạnh. Chẳng ai còn muốn bày tỏ suy nghĩ quan điểm của mình, đừng để những rạn nứt trong mối quan hệ tạo thành cơ hội cho kẻ thứ ba chen chân vào quan hệ vợ chồng. Tam Bích bay về phương Bắc, dự báo trong nhà có người di chuyển hoặc đi công tác xa nhà, vì thế khó khăn càng thêm chồng chất khi bạn không có người chia sẻ vất vả với mình. Do đó, bạn cần chủ động hơn, hãy tự tìm cách xử lý mọi thứ từ việc nhà cho tới công việc bạn nhé. Hãy cố gắng vì khó khăn cũng sẽ sớm qua thôi. Về sức khỏe, ngũ hành tương sinh cho thấy tuy cuộc sống vất vả, nhưng bù lại con giáp tuổi Tuất có sức khỏe dồi dào, giúp bạn tự tin chống đỡ những khó khăn đang hiện hữu, thậm chí bạn đủ sức để làm việc đêm ngày xử lý các vấn đề nảy sinh. Bên cạnh đó, bạn cũng không nên chủ quan, nếu không có thời gian ăn một bữa ăn hoàn chỉnh thì nên ăn nhẹ, chia ra nhiều bữa, tránh để xảy ra tình trạng kiệt sức bạn nhé. Bạn nên ưu tiên ăn rau theo mùa, tránh các loại rau trái mùa, vì lượng thuốc sâu phun cho những loại này rất nhiều, không hề tốt cho sức khỏe của bạn đâu nhé. Quý bản mệnh tuổi Canh Tuất thân mến, lời Phật dạy về nhân quả có câu, người không làm phước thì thường chịu quả báo, nếu tu được phước thì đời này và đời sau đều được an vui. Sự an vui hạnh phúc ở đời đều do tu thân mà có được, hiểu nhân quả thì mới đoán được vận tốt xấu của mình và biết được thời gian quả báo xuất hiện. Trong kinh Phật cũng có nói, nghiệp chướng không thể biến mất, khi quả báo chín muồi, có quy y cũng khó thoát, chỉ cần đã tạo nghiệp thì đến thời thuận lợi nhất định sẽ thấy quả báo linh ứng. Và khi quý vị làm việc thiện mà không được quả báo ngay, đó là do thân khẩu ý của quý vị đã tạo nghiệp quá nhiều, lỗ hổng quá lớn, khiến cho tất cả phước đức đều bị thất thoát. Vì vậy, khi hiểu được nhân quả thì sẽ biết bói toán, bùa ngải chính là mê tín dị đoan, chỉ có tích thiện mới có thể cải biến nhân quả, tăng phúc, cải biến vận mệnh, nếu làm việc thiện và tích đức thì sẽ có phúc dày, ắt được phúc báo, không cầu của cải thì phú quý sẽ không mời mà đến. Người có tấm lòng nhân hậu thì dù không được trời ban thưởng cũng được mọi người đối xử tử tế, suốt ngày vui vẻ, tự nhiên sống cuộc đời hạnh phúc. Nếu một người có tâm niệm xấu xa, cho dù không có sự trừng phạt của thần linh, cũng sẽ bị mọi người lên án, suốt ngày sống trong hận thù, số phận ắt sẽ éo le. Thiện ác do trời định, người tốt không bị trời lừa, xin cho mỗi người đều biết nói lời lành, làm việc lành, có ý tốt tích đức và được phước liên tục. Vâng, quý vị thân mến, chương trình đến đây là hết. Chúc quý vị có một cuộc sống bình an, hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.